Solskjaer nguy cơ bị sa thải. MU đang có động thái quan trọng về tương lai. Sau chuỗi phong độ kém ở Premier League 2019-2020, sau 6 vòng đấu, MU rơi xuống thứ 8 với vỏn vẹn 8 điểm. Quỷ đỏ bị đội đầu bảng Liverpool bỏ xa đến 10 điểm. MU đang xem xét về tương lai huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer và có khả năng không nhỏ quyết định sa thải sẽ được đưa ra. Solskjaer ký hợp đồng 3 năm với MU hồi đầu năm này, sau thời gian tạm quyền thay thế Jose Mourinho. Trong thời gian tạm quyền, hiệu quả công việc của Solskjaer rất cao, nhưng nhà cầm quân người Na Uy mất kiểm soát đội bóng kể từ khi ký hợp đồng chính thức. Trong 9 trận sân khách gần nhất, MU không biết đến chiến thắng, 6 trong số đó là thất bại, và Quỷ Đỏ chỉ ghi 5 bàn. Nguồn tin thân cận MU cho biết, Phó Chủ tịch Ed Woodward đã có tiếp xúc sơ bộ với Thomas Tuchel. Sau những thành công với Dortmund, huấn luyện viên Tuchel hiện đang ghi dấu ấn cùng PSG. Một trong những điểm nổi bật của Tuchel là khả năng kiểm soát ngôi sao. Nhà cầm quân người Đức sẵn sàng gạt bỏ Neymar khi anh này không tôn trọng kỷ luật nội bộ. Bên cạnh đó, Tuchel còn được biết đến với khả năng phát triển cầu thủ trẻ. Đây là yếu tố mà MU đánh giá cao, khi câu lạc bộ đang có lứa tài năng triển vọng của học viện Carrington.